Đồng bào dân tộc thiểu số tại Bắc Cạn chiếm trên 88% dân số toàn tỉnh. Tỷ Tỉ lệ đồng bào được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản thấp hơn so với bình quân chung của cả nước. Do đó, trong thời gian qua, từ nhiều nguồn lực, tỉnh Bắc Cạn đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ để cộng đồng người dân tộc thiểu số vươn lên cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Nhân dân. Khó khăn nhất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cơ sở hạ tầng yếu kém. Chính vì vậy, chỉ trong 5 năm qua, từ nguồn vốn chương trình 13 năm, tỉnh Bắc Cạn đã đầu tư xây dựng gần 760 lượt công trình với tổng vốn đầu tư trên 410 tỷ đồng. Trong đó có 412 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất dân sinh và gần 160 công trình thủy lợi. Năm năm gần đây, từ nguồn lực của Trung ương, Bắc Cạn đã hỗ trợ mua giống, cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, hỗ trợ làm chuồng trại, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hơn 18.000 lượt hộ, trong đó chủ yếu là hộ nghèo. Trình độ của bà con trong cái phát triển sản xuất cũng được nâng lên. Các cái chính sách của dân tộc thiểu số được triển khai như chính sách theo quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ đối với người có uy tín. Qua cái việc mà thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc thì cái điểm nổi bất nhất trong thời gian qua thì đã có hai xã và 36 thôn ra khỏi diện chương trình 35 thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số của chính phủ từ năm 2018 đến nay tỉnh Bắc Cạn cũng đã có hơn 400 hộ vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí 21 tỷ đồng để chăn nuôi trồng trọt và cải tạo đất sản xuất. Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ủy ban hành chỉ thị của tỉnh ủy về thực hiện chương trình chính sách dân, dân tộc giai đoạn 2021-2026, tham mưu cho hội đồng nhân tỉnh ban hành những nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của giai đoạn 2020-2025. Thay vì trông chờ ỷ lại, những năm gần đây người dân tộc thiểu số tại Bắc Cạn đã và đang nỗ lực vươn lên, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn giảm từ hơn 29% năm 2015 xuống hơn 19% vào năm 2019. Dự ước hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bắc Cạn chỉ còn hơn 17%.